Nằm trong con hẻm, căn nhà của anh Nguyễn Tấn Hiếu được sắp xếp như một bảo tàng thu nhỏ với rất nhiều đồ cổ xưa. Độc đáo nhất phải kể đến bộ sưu tập radio. Do từ nhỏ đã thích máy hát, radio, lại mê đàn ca tài tử, nên anh Hiếu sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Dần dà, gia tài của anh sở hữu có hơn 180 chiếc radio hát tốt thuộc nhiều nhãn hiệu. Những chiếc radio có tuổi đời từ vài chục năm đến hơn nửa thế kỷ, đẹp và bóng loáng như mới. Bên cạnh đó là những chiếc máy hát, cassette, đĩa nhựa, đĩa than. Thì mình đã có cái niềm đam mê từ nhỏ, nhưng mà do điều kiện không có thời gian nhiều. Thứ hai là thời điểm đó radio nó cũng khan hiếm, nên là mình ít có điều kiện để được nghe, để được chơi. Rồi nhưng sau này mình lớn lên, mình đi đây đó thì mình mới biết được là những cái mẫu radio nó còn ở trong thị trường, trong nhà dân và trên những cái tỉnh thành khác còn nhiều. Rồi mình mới đam mê và đi bỏ thời gian ra để sưu tầm về. Nói chung bộ sưu tập thì về quý thì tất cả đều quý, nhưng mà quý nhất là cái tinh thần mình chơi. Tại vì những cái mẫu radio này đó là được chọn, được lựa qua rất là nhiều lần mới sưu tập được ngày hôm nay. Còn về mặt hình thức thì đơn giản nhất là bây giờ ví dụ như những cái mẫu mà bạn thấy nè, nó đẹp, nó sáng, nó hát được, hoạt động tốt là đã đủ. Khi mà mình chơi cái này thì sẽ có những người bạn đồng hành, có những người bạn cùng chung sở thích. Bên cạnh đó là mình có thể giao lưu với những người mà mới chơi, những người chơi lâu và những người đã từng trải qua cái dòng âm thanh này, không riêng về radio mà dòng âm ly, đầu Akai, đầu đĩa hoặc là những cái loại âm thanh khác. Không chỉ radio, máy hát, gần chục năm qua anh Hiếu còn được biết đến qua thú chơi tiền cổ, tiền xưa và đồ gốm đèn dầu. Hơn 100 cây đèn dầu với hình dáng và kích thước khác nhau được anh trưng bày đẹp mắt. Còn đồ gốm là những tác phẩm đặc trưng Nam Bộ, thủ công tinh xảo. Thú vị trong số đó là những chiếc bình gốm treo tường rất phong phú với tạo hình các loài vật. Tu tập những cái đồ này thì có ý nghĩa thì nó cũng rất hay và cũng giữ lại những cái đồ Nam Bộ xưa của mình. Nó không có bị mất gốc. Và nó đem lại cái lợi ích chung cho mọi người gọi là thích đam mê và yêu nghề. Mà gìn giữ những cái vật mà xưa mình gìn giữ đó, cái ngày hôm nay mà còn đẹp gì mà còn vẫn hoạt động tốt gì đó. Nói chung là cái điều đó là chung là mình cũng nên phải là trân trọng và gìn giữ nó. Mấy món này bây giờ nó không còn sản xuất nữa. Món này nó kỷ niệm là nó có cách nay từ 50 năm rồi. Thì mới cần lưu giữ tới ngày nay, hôm nay là nói chung là bộ sưu tập này chung là cũng rất là hiếm. Mong muốn lớn nhất của mình là tỏa sáng lên những đam mê, cũng như là bên cạnh đó thì mình cũng muốn là chia sẻ thêm cho những người bạn mới, những người thế hệ đi trước hoặc sau này góc độ sưu tầm, chia sẻ kinh nghiệm và muốn gìn giữ lại những cái gì thời gian mình đã sưu tầm được, mình đã giữ được và muốn cho thế hệ trẻ sau này biết là đây là những cái gì ông bà ta ngày xưa thế hệ trước đã từng xài, đừng sử dụng qua. Phải tiếp tục đam mê và trong khả năng của mình sẽ cố gắng sưu tầm được những mẫu mới đẹp để bổ sung bộ sưu tập mình đa dạng hơn. Đam mê đồ cổ và mong muốn chia sẻ với người đồng điệu. Mấy năm qua, anh Hiếu là thành viên tích cực của câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Cần Thơ. Tình yêu lớn giúp anh tiếp tục hành trình đi tìm âm thanh cũ, hiện vật xưa, vừa để thỏa đam mê, vừa mong muốn để thế hệ bây giờ biết và hoài niệm về ký ức xưa.